cây trái của ban tổ chức chúng tôi. Nếu như khu vực 1 thắng hiệp đấu thứ hai này là thắng cuộc, còn nếu như khu vực 2 thắng hiệp đấu này là sẽ có hiệp đấu thứ ba là hiệp đấu quyết định thắng thua. Đội nào mà có 3 trận thắng là đội vô địch, giành được chức cúp của hội thao một vụ thể thao tỉnh năm nay 2023 được tổ chức tại chi hội Kim Linh vùng Arizona. Chúng ta có chủ đề là chiếu sáng trong clip. Và tiếp theo hiệp đấu thứ hai. Và đây là cầu thủ bắt giới trong vạch của cầu thủ khi được 2 điểm đầu tiên trong khu vực 1 là 1-0. Đây là điểm đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai. Ở gần số 9 phát bóng. Chuyển lên. Và có thể nói đây là sự cố gắng của cầu thủ số 5 Hơn Linh. Mặc dù Hơn Linh rất là đau chân, nhưng mà cố gắng để nó cho đội của mình. Vâng, lại tầm nề tôi có ẩn dụng gũ lưỡi nhu đập lộ. Nhưng lại điệt, nhưng em lại điệt lắm. Ồ, ta ăn bèng lên nhu cái thủ đốt này, nhu số 7 nó. Rất cố gắng. Cứu thủ vừa rồi nào pha cứu thủ rất hay của khu vực 2. Vẫn còn cơ hội, hơi đi nào. Vâng. Gà, chúng ta đi nào, đập bóng. Vứt cầu, cứu bóng, vứt cầu, xử lý qua sân, tiếp tục đi nào, bỏ nhỏ không thành công, chuyển lên, hơi lên, bỏ nhỏ không thành công, qua sân, tiếp tục thi đấu, và cuối cùng là Hơ Dinh, cầu thủ số 5, không đỡ được bóng, điểm cho khu vực 2, 1, 2. Cổ động viên số 10 là Hơ Bia phát bóng rất chuẩn, tiến lên đập bóng rất căng, bóng trong sân liền cho khu vực 1 lên 3-1. Và đây là một sự khó khăn cho khu vực 2 bởi vì vừa rồi là khu vực 1 thắng về hiệp thứ nhất. Tiếp tục thằng Gia phát bóng. Bằng điểm trực tiếp đó. Rất cao. Và đây là điểm cho khu vực 1 lên 4-1. Bằng chân ông Ma Sar. Mỗi lần Hoa Gia phát bóng là đối thủ không đỡ chuẩn pha phát bóng của Hoa Gia. Dễ biên bè. Không đập tờ cọ bè. Không chuẩn. Cơ hội cho khu vực 1. Chuyển lên trả lại. Cơ hội cho khu vực 2. Bỏ nhỏ. Trả lại, cú nhận, đập bóng, không có ai nữa. Và cuối cùng thì trọng tài 2 cũng như trọng tài 1 bắt lối sang sân của cầu thủ số 3, Hedina. Và điểm cho khu vực 2 là 2-4. Rất khó khăn cho các biên bè bậc 1, biên bè. Hai đội cũng là lần đầu tiên cũng như là có người thì lần thứ ba tham gia giải, còn có người thì lần đầu tiên hơi bơ ngỡ chưa biết vị trí. Đập bóng rất cao, bóng ra ngoài, điểm cho khu vực 1 5-2. Khu vực 1 tạo lên khoảng cách 3 điểm. Hơi bị phạt bóng rất chuẩn, chuyển lên đập bóng bơ nhỏ. Và lúc này thì không bao giờ nữa, đội bóng rất tốt, tiền cho khu vực 2, 3, 5. Điểm và đổi cho khu vực 2. Là hỏi như sweet cấp lòng hồ, là hỏi. Vũ đồng viên số 5, Hà Linh rất cố gắng, mặc dù đau chân, nhưng mà vẫn tiếp tục thi đấu. Và bây giờ là lỗi sai vị trí. Ta trổ thuộc ta cọ đó. Bây giờ là điểm cho khu vực 1, 6, 3.
trọng tài thứ nhất bắt đầu vị trí của vận động viên khu vực 2. Phát bóng lên. Phải cho công. Vào cho công. Không được bóng mà là đếm bóng. Bây giờ vẫn đập bóng. Rất căng. Và bây giờ là lối tấn công. Lối tấn công. Trọng thế. Lối tấn công. Tiếp tục. Điền, lúc này là 7-3. Một bóng. Đập bóng. Vẫn còn. Cơ hội. Vẫn. Bỏ nhỏ. Đập bóng. Điền tôi vẫn. Vẫn là gì? Truyền lại, trả lại. Đập bóng. Vẫn còn. Bóng chuyển tay ra ngoài. Và điểm cho khu vực 1. 8-3. Mấy khoe nó được nhỉ? Chân. Rồi một khi trọng tài quyết định bắt lỗi thì khó mà thay đổi lại. Với lại chúng ta cũng có chặt đi. 3 mét lâu. Video hoặc là cái thiết bị như vậy và cho nên rất khó khăn cho trọng tài quan sát bằng mắt thể xác bằng mắt thịt. Cho nên các chủ quan sát thì thông cảm cho. Đứt bóng rất căng, cầu thủ rất hay. Tiếp tục cơ hội cho Vân. Lát Vân thể hiện năng lực. Không được. Bóng rõ. Chân chân. Cầu thủ rất chéo của chân chân mơ gì. Số trên này. Tập đạo cả đại vô bộ lỏ lá. Lên số 3 đi. Các cô gái của khu vực 2 rất quyết đấu. Để giành được chiến thắng cả hai đội cũng như vậy. Bỏ nhỏ không thành công. Hay là đại rồi, nhưng vẫn có thể cứu được bóng. Vâng, đập bóng. Lần này cũng chưa ghi điểm. Rất căng. Tiếp tục. Đấy, hàng sau tấn công lên chúng ta à. Vâng. Không phải là Vân mà là Vân. Tiếp đập bóng. Vân cuối cùng cũng ghi được tiền cho đội của mình. 9-4. Long ca đang huy. Tiếp tục trận đấu. Đập bóng. Và thế là pha đập bóng của Hồ Vân. 10-4. Huấn luyện viên xin quyền hội ý 30 giây lần thứ nhất của trận đấu. Lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai này. Ơi, rồi mấy chị em cố gắng nha. Con nào thì chỉnh vỏ này. Cố gắng nha. Bạn nói chứ. Làm chơi có cầm lưỡi vô bộ. Xin mời cho nên là xin bên biển vâng một là thì ô không ba mới được. Thứ tư trọng tài thứ tư trên bàn trọng tài trên trận đấu này là trận đấu quyết định thắng thua cho nên yêu cầu trọng tài thì quan sát rất là kỹ hơn và để khỏi cái sự thắc mắc cả hai bên và có gì cái chính xác thì cả hai đội thì chúng ta ghi trước lại cho ban tổ chức chúng ta sẽ đem lên sau cái trận đấu.
lúc này trọng tài 2 được thay vào và trọng tài 2 thì làm trọng tài biên. Rồi một lần nữa trọng tài kiểm tra lại vị trí của khu vực 2. Khu vực 2 có sự thay đổi người số 9 vào sân. Rất nhẹ. Vâng, không đập bóng mà là đền qua sân đối phương. Đập bóng, bóng rơi vào cầu sân. Điểm 5-10. Và lúc này thì mặc dù bị dẫn điểm trước nhưng mà các con gái của khu vực 2 vẫn tươi cười mà thi đấu, không có gì là buồn bã hoặc là căng thẳng. Xử lý bóng rất hay, vẫn còn. Và như vậy là đền bóng không chuẩn của Hà Vân. Điểm cho khu vực 2 6-10, rút ngắn điểm số, còn 4 điểm nữa sẽ bằng điểm nhau. Phát bóng rất mạnh, xử lý bóng qua sân. Đến bóng, đập bóng vào nhỏ. Vân rất cố gắng, cuối cùng không vào lưới. Điểm cho khu vực 1 11-6. Theo như chúng tôi quan sát là mỗi khi Vân lên đập bóng mà là không có cơ hội đập bóng, bởi vì cái chuyện hơi bị không chính xác. Và bây giờ là người là để bóng rơi tự do trong sân của mình. Điểm cho khu vực 1 12-6, một nửa đường. Đã bị dẫn một hiệp thắng và lại bây giờ là bị dẫn một nửa đường điểm số. Thứ năm đập bóng rất cố gắng đập bóng và bây giờ là bóng ra ngoài sân. Lưới thì đúng là kích thước rồi, không còn gì để thắc mắc. Bỏ nhau rất thành công. Bỏ nhau rất thành công. Điểm cho khu vực 1 13-7. Anh vẫn đổi cái trước rồi. Cái gì thắc mắc. Chuyển lên. Đó là cơ hội cho khu vực 2. Tìm bóng. Thủ số 7 đập bóng. Vẫn còn. Bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ. Điểm 14-7. Cũng là một nửa đường. Cũng là một nửa đường. Và bây giờ là cầu thủ số 9 Hờ Vân phát bóng. Rất chuẩn. Đình đập bóng từ hàng phía sau mà đập bóng rất hay, phòng thủ rất hay. Bóng qua sân. Tiếp tục. Na. Vẫn còn, phòng thủ rất hay. Qua sân. Xử lý bóng qua sân rất hay. Dina. Bùm xẹp. Một pha ném bóng của Dina. Điểm cho khu vực 1 15-7. Tiếp tục Hà Vân phát bóng lên qua sân. Bỏ nhỏ không được, vẫn còn. Dina rất chuẩn, xử lý bóng qua sân. Tiếp tục cơ hội cho khu vực 1 đập bóng bùm phòng thủ rất hay. Và tiếp tục thì đến cho khu vực 1 là 16-7. Cách biệt điểm thì ngày càng khoảng cách xa hơn. Đây là một sự khó khăn cho khu vực 2. Bóng ra ngoài. Chúng ta biên tục tiếp tục nhớ rồi. Chúng ta biên tăng cơ lên. Thắng lên. Cơ hội. Vẫn còn, cứu bóng này và cuối cùng một pha xử lý bóng không vào lưới đến cho. Và xin quyền hội ý của huấn luyện viên
Đối người hả? Đối người hả? Đối người. Bên đối người kia. Có sự thay đổi người. Số 3 vào sân. Khu vực 2, số 3 vào sân. Tụt krah nhiều tụt krah. Điểm này là 17-8. Cái băng sắc này làm túi gì gần ý? Rất chuẩn. Dễ biên vậy. Xử lý bóng. Vẫn còn. Rất hay. Hai đội cũng hiểu nhau để bóng rơi tự do về phía sân của mình. Và điểm lúc này là 18-8. Không bóng rất căng. Cơ hội cho khu vực 1. Sao đây em ơi? Sao đây bắt được sao đây? 9-18. Cũng là một mũi lượt. Theo bóng là nhờ lỡ nào nhưng mà bật luôn lên là mã đủ vị trí rồi. Biển tìm lò một tí tí ô đồ trùng thứ cái tình lò này. Hai đây. Rồi. Đi nào. Đẹp quá. Đất bóng. Oh. Điểm cho khu vực 1. 19-9. Cách biệt 10 điểm. Còn 6 điểm nữa là em nào chưa? Đấu sẽ kết thúc. Và tiếp tục đội trưởng Hoàng Đình Hằng không phát bóng không qua lưới, điểm cho khu vực 2, 10, 19. Là phải tát chứ. Sao mình không đá? Hả? Sao không đá khu vực mình? Bỏ nhỏ, không thành công. Đập bóng, rất tốt. Rồi, rồi. Như vậy là đá lại. Rồi. Bỏ nhỏ. Tay mèo yếu rồi. Thôi, đập bóng. Bóng ra ngoài. Và điểm cho khu vực 1 là 20-10. Còn 5 điểm nữa. Vậy là sự chiến thắng đến gần hơn với các cô gái của khu vực 1. Chuyền lên. Không được. Bò nhỏ. Vân. Vân đánh bằng tay phải, tay trái. Tiếp tục. Vân. Không được bóng. Không tán. Được bóng. Và điểm cho khu vực 2 là 11-20. Gián điên, gián điên, gián điên. Pha đập bóng của vận động viên số 8. Phát bóng không qua lưới. Rất tiếc cho khu vực 2. Điểm 21. 11 còn 4 điểm nữa. Số 5. Rất chuẩn. Bò nhỏ. Không thành công. Hơi chưa. Đất bóng. Tốt. Phòng thủ rất hay. Tiếp tục bò nhỏ. Và cuối cùng là ta sẽ đi bóng không qua lưới của vận động viên số 8. Điểm 12-21. Điểm nó nhiều quá rồi. Phát bóng. Vẫn còn. Đây là cơ hội. Vâng. Phòng thủ rất hay. Và bây giờ là trọng tài bắt lỗi qua chân. Điểm cho khu vực 2, 13-21. Chăm vạch ắt bị lỗi. Lệ ao nhô 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 pa ta lị tất á. Này một cái trò gụ đi. Trọng tài xem. Phát bóng. Cơ hội cho khu vực 2 đập bóng qua sân. Vân. Rất tốt. Phòng thủ cũng rất hay. Xử lý bóng qua sân. Lại là cơ hội cho Vân. Vân làm gì? Có nhớ không? Vân còn. Và cuối cùng thì chuyền 2 sắp tới thì cầu thủ Hoàng Sơn chỉ bóng điểm cho khu vực 2 14-21. Cơ hội cho khu vực 2 thì lên đất bóng đập là bò nhỏ. Vâng.
bùm. Thứ bóng rất căng, phòng thủ rất hay. Ui, nhìn này, tập hơi gà lơi, kẻ gà chân. Hai ba lần tập bóng mà vẫn thủ được. Và đây, Vân làm gì? Và cuối cùng thì Vân tập bóng không quá lớn. Điểm cho khu vực 2, 15-21. Qua lên, qua lên, qua lên. Phá bóng. Nếu đại biểu. Bây giờ là số 7 làm gì? Không được bóng. Mạnh lên em, điểm nhiều mà. Tập mạnh lên. Vân. Mạnh lên. Vân có thể ghi được điểm cho đội của mình, nâng lên điểm số là 22-15. Như vậy là các chuyên gia của hạng một đã chứng nhận sự chiến thắng. Và lúc này là pha phát bóng của Hà Vân bóng ra ngoài điểm cho khu vực 2 16-22. Được một đây. Rồi. Vina. Rồi. 23-16. Thôi mà học nói. Phát bóng lên. Chuyền lên số 8. Được bóng. Sám lưới vào. Hơi nhẹ. Rồi. Đẹp. Bấm. Được bóng rất căng. Nhưng mà cầu thủ số 5 là có kinh nghiệm phỏng tiếp kinh nghiệm thi đấu rất là hay. Lăng lo cái điện thoại này. 24-16. Chỉ còn một điểm cuối cùng nữa thôi. Câu hỏi mà mình á, của mình ăn cắp 6 người đầu mà kêu. Lúc này là câu hỏi cho khu vực 2 và cả cho khu vực 1. Bây giờ là Regina Thế Hiên. Vẫn to. Vẫn to. Không được, rất điểm. Kéo. Và cuối cùng là điểm cho khu vực 2. 24-24. Không cho mẹ em lên tuổi 20 em được. Và hôm không mở miệng. Cũng đúng một chỗ. Và lúc này thì thêm phần hấp dẫn trong trận đấu buổi sáng hôm nay. Và bất ngờ thì các cô gái. Trận đấu 25-19. Bắt tay lên thủ đi. Và như vậy thật sự